Một cây me cổ thụ cao hàng chục mét nằm ở góc căn nhà số 161 Nguyễn Thông, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh đã bất ngờ đổ sập đè lên nhà dân, rất may là ba người trong nhà đã kịp thời thoát nạn. Tại thời điểm cây đổ thì trong nhà có bà Châu Thị Kim Phụng 56 tuổi chủ nhà và hai người khác, nhưng tất cả đều đã may mắn thoát ra ngoài. Mặc dù trời không mưa gió nhưng theo quan sát thì rễ gốc cây đã bị mục nát nên không thể giữ được thân cao gần 20 mét với đường kính khoảng 1,5 mét. Toàn bộ hệ thống cáp viễn thông và đường dây điện chạy ngang qua cũng bị kéo đứt khiến cả khu vực bị mất điện. Hiện tại công ty công viên cây xanh thành phố Hồ Chí Minh đã cưa cây me cổ thụ thành từng đoạn nhỏ để khắc phục nhanh sự cố.